Chú tên là Trần Văn Thay, 68 tuổi, đến từ ngõ 6 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chú bị mắc bệnh gì, bệnh tình nó ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày của chú như thế nào? Chú thì đợt vừa rồi là bị mắc bệnh đau hông, đau hai chân. Thế là bác ra khám ở chỗ bệnh viện 108 và chụp cộng hưởng từ. Thì người ta kết luận là bị thoát vị đĩa đệm và nó chèn vào ống tủy. Nó đau xuống hai bên hông và chân, hai chân. Thời kỳ đầu là nó đau không thể chịu được. Thỉnh thoảng phải uống thuốc giảm đau mới yên được tí. Mà ngồi này là nó cứ bút suốt từ đây xuống dưới này. Đấy. Trước đây chú đã điều trị bằng phương pháp gì khác chưa? Chú trước đây thì là đợt vừa rồi đau này này, châm cứu bấm huyệt với lại uống thuốc một tháng mà cũng không thấy nó đỡ mấy. Thế chú nghe thấy đi em gái chú ấy, nó đau bả vai, nó đi sâu chỉ về nó bảo đỡ, thế là chú mới tìm hiểu xong rồi chú mới vào đây chữa. Vậy thì chú hỏi gì sau khi mà chú thấy chỉ ở chuyện chị em đang đau thì chú về thì nó thay đổi như thế nào? Chú thấy đứa em gái nó cấy chỉ đỡ thì là chú cũng vào đây chú khám, thì là cách đây 2 tuần là chú cấy chỉ lần đầu. Về được khoảng 2-3 ngày thì chú ngồi thấy cái chân nó êm hơn và nó không buốt xuống dưới nữa. Đấy, có thể là ngồi được. À, cảm thấy người nó dễ chịu, tuy nó vẫn còn đau nhưng mà nó đau giảm đến 50-60% rồi. Và thì chú thấy công tác cấy chỉ của cái trẻ cần đàn ông có ưu điểm gì so với công tác trước mà chú thấy? Chú cái chỉ lần này mới lần thứ 2 thôi nhưng mà chú thấy là nó cũng chuyển biến rõ rệt hơn, chứ không như những lần trước chú đi chữa mấy nơi kia mà không ăn thuốc. Hiện nay thì tình trạng sưng tấp nó rất là phổ biến đấy chú. Chú muốn chia sẻ điều gì đến những người mà chưa biết đến viện cái chỉ này thì đã đâu? Chú thì chú theo suy nghĩ của chú thì chú nghĩ thế này, nếu mà những ai mà bị bệnh xương khớp mà chưa muốn phẫu thuật thì cũng nên đi cấy chỉ. Chú có mấy đứa em nó đang bị đau ở cổ kia, nó bảo anh cứ cấy hết lần này xong về em vào, mấy đứa đấy. Mình động viên nó bảo cấy chỉ xong thấy nó cũng dễ chịu mà, nó đỡ đau. Thôi tôi là bệnh nhân thôi nhưng mà tôi xin cảm ơn tập thể với bác sĩ Hùng với này các anh chị em ở trong phòng bệnh đã cứu chữa cho mọi bệnh nhân được đỡ đau để trở lại công việc bình thường. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.